Dạ, chuẩn bị anh Phố đóng tông dài khâu cá. Đóng tông dài kéo màng. Còn chú Tám đóng tông dài kéo màng hả? Cá lớn nha, để đi lại á. Ồ, hợp hợp nha, thứ dữ á. Ồ, gặt cái cằn gốm tạo vật, gắt. Ồ, đi gắt. Thấy đi không? Cá lớn. Ôi, chạy sống rồi. Bỏ đó đi, chạy sống rồi. Chạy sống luôn á. Xong rồi. Hấp dẫn, cầm mình lái sang, cầm cốc ở chỗ nào là đúng số. Ồ, đây ạ. Dạ, bữa nay đi khơi có trốn chị, bữa nay đi xa luôn á, đi câu rạng sỏi mà đi xa. Dạ, giờ này thì mới 2:15. 2:15 ột và anh em đồng thúng tập trung ra ghi rồi sửa sạn rồi kéo neo chạy. Thì đi bản này nó hơi khơ. Thì tháng này phải đi khơi khao câu rạn, đi khơi khao rồi cho nó rộng đường đất rồi, với lợi khơi khao rồi cá rồi nó có cá câu. Còn tháng này đi rạn mà đi lộng thì nó gây go. Còn câu cá căng này ngày qua thì anh em nào nhiều thì có người cũng 600 mấy hơn sang. 689 em sang đây được 689, còn nhiều người 300-400-500 đó, nó cũng thưa. Báo không? Còn cái nhỏ cho con kiếm rồi, cho nhỏ đó. Tám cái đi không vậy? Không đâu. Ở 8 đi mà. Đi chưa rao. Đấy. Ô, giờ này mà điện như nữa. Tệ ráo à. Giờ 5 giờ đúng rồi cô chú anh chị, ột bật đèn, mấy anh em dậy ăn cơm rồi câu. Dạ, hiện giờ ghi ột chạy được 14 lý rồi cô chú anh chị, còn khoảng 2 lý mấy nữa mới tới chỗ. Dạ, sẵn bữa ột xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng ột và anh em đồng thúng luôn. Giờ chuẩn bị anh Vũ anh nói câu sớm mai Hường Đông, nói câu coi văn sáng Hường Đông đây coi có cá nhồng cá thu gì nó ăn không. Nói câu của chú anh chị, nói câu dắt mấy con màu nhã đây nè, xong dắt xuống mai thử có cá nhồng ở đồ nó ăn không. Nhá.
Dạ, giờ đã tới điểm câu rồi cô chú anh chị. Giờ mấy anh em tập trung bỏ thúng câu. À, bản khơi. Rồi đó nó cắn mấy cái miếng dán á, nó rút ra tét giọt hết á. Để nó hoài hả? Mà không rút chưa. Dạ giờ neo dầm neo đầu tiên cô chú anh chị. Neo rồi hai anh em câu. Dạ chỗ đây thì thường nhất là nó có cá dợp, cá tò hổ hay là nó lộn có cá đổng rồi cô chú anh chị. Thì câu rồi mấy bạn khơi đây nó dễ có hơn. Dạ ngày mới ột xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ ngày mới ột kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Giờ ột sẽ neo cái dầm đầu tiên này coi thử nó ra sao đây. Hai con mò đầu tiên của ngày mới. Dạ còn mong sao bữa nay được may mắn. Khu vực này nếu mà bén con cá đầu tiên chắc ột nghĩ cá giật ta quá cô chú anh chị. Khu vực này nó nằm giữa sỏi nè. Nó có giật ta nhiều hơn. Rồi cá gì đầu tiên đây. Đó. Hai con rồi. Con uống đất con dập ta lấy con đây không? Thường nhờ ngâm cái đổng ăn hơn mà đúng rồi cái đổng ăn hơn cái đổng ăn dạ. Chừng nào anh câu anh nói em đưa mời tới cho câu nha. Dạ. Làm nó cũng có giật ta cô chú anh chị. Lộn người con cá mú đất. Hai con. Có hai con cái độ chạy của nó khác nhau của chú anh chị. Con kia chạy qua con nọ chạy lại á. Là thường biết hai con á. À hai con nè. Đó hai con quá. Có con mồi da. Con mồi da con giật ta. Con này chắc cũng giật ta luôn á cô chú anh chị à. Ô hai con luôn. Ô có con giật ta lớn. Ô giật ta cò. Con cá mú nhỏ quá.
số mai mà nó ăn kiểu gì cũng thấy ham đến à cả nhà. Dầm đầu tiên này thấy nó ăn cũng được á. Hai con làm ba lần 6 con. Tiếp tục đó, hấp dẫn nha. Câu cá rẹn nó vui tay của chú anh chị, còn câu cá trăng là ngờ nghinh, lâu lâu nó ăn con ngờ nghinh không à. Có câu cá đổng nè anh à, con đổng nhỏ à. Nó nhỏ quá không đủ 2 lữ nữa. Nó nhỏ cái nước chảy sờ móc ra nó yếu, nó nở lên mặt nước luôn à. Còn con lớn lớn chút nó mạnh, nó chạy xuống được. Con này nhỏ quá, chưa được móc 2 lữ nữa. Bạc má mà nước nó chảy như vậy à, móc nó còn sống chứ nước im móc ra nó chết à, nó dễ chết lắm. Có cá nục ngon hay cá ngăn á, ủa cá năng ngăn nó sống dai, nó sống mạnh lắm. Dạ. Ủa cũng tiếp tục 2 con. Hồi giờ mà thấy 5 lần mà không có lần nào 1 con hết cô chú anh chị. Nhỏ lớn không cần biết, 5 lần là 10 con. Giọt ta luôn. Nếu mà mùa đông á cô chú anh chị, mùa đông á là nãy giờ là nó có lộn cá tàu hỏ liền à. Mùa này tháng này là con cá tàu hỏ nó đỉ hết à, nó ít ăn mờ đâu có chứ phải không, nhưng mà nó ít. Còn mùa đông mà nước nó đục hơn là câu là có nó à, nó lộn vô liền à. Dạ giờ đổ cái số lượng cá nãy giờ câu vô của chú anh chị, nãy nó ăn nhiều rồi chứ giờ nó cũng chậm bớt. Dạ số lượng cá sáng giờ câu được nhiêu đây, chắc nhiêu này cỡ 3 kg á.
Dạ giờ anh dông hai cái cần ra cô chú anh chị, con cây cần móc con cá đổng sống, cây cần móc con cá hố. Giờ anh ngờ anh neo anh câu cá nhỏ cho vui. Đó đó, cái dợp, cái dợp. Hai con. Ó, con dợp con mú. Vậy cho nó vui chứ. Cái chỗ đây nó ăn nhanh không, vừa mới đụng đất xuống là nó ăn à. Rồi cái nó hết ăn rồi, cái mình vào đi nó không vậy. Đó. Đó, y bài vậy á. Đó. Ăn cũng nhẹ quá, có mạnh thì mình biết không biết ngồi rồi. Dạ đúng rồi, cá đây nó nhỏ nó ăn răng ha. Chứ là cá nó nhỏ kéo nó nhẹ tay, cái cục trì nó bự rồi. Rồi mình cá nó nhỏ nó mình kéo như không biết vậy. Đó. Bài bản. Cá nhỏ quá kéo quá, nó khó có cảm giác. Dạ trì nó nặng á, thì là kéo cá lớn quen rồi, kéo cá nhỏ nhỏ nó không có cảm giác cái tay. Đó, có mú đó. Hay chưa. Anh ăn không biết, còn dính trong đó còn không biết. Đó có cá mà cũng không biết luôn mà. Ừ, con cá mú. Đó là núm mới lự đó anh xách lên đó vậy cho nó khỏi lăn, anh vú cái kia xuống lại để nó quắn vô nữa đó, là thả cái kia ra. Biết ghê, phải đem được mấy con cá. Con cá giờ đem theo con cá lớn lớn á. Dạ. Ngâm nó ăn cá lớn phải không? Dạ. Quên đem theo. Đóng gặp cá cờ cái đồ nó hảo chứ không có cá cờ rồi ta.
móc cái con đó hai lưỡi mới là ngon á. Hả? Móc không móc? Có nhầm mà dứt liền thằng lớn. Coi đây. Coi làm cái lưỡi đi. Bảo thùng đi, tàu rộng rồi thùng. Lưỡi này mới to. Hai con rồi da nữa sao. Wow, hàng cây nặng. Con tàu hỏ con còn nữa. Chốn chạy đẹp ghê luôn. Dạ giờ cũng hết giờ câu rồi, giờ qua ở tớ phụ lấy đồ mấy anh em lên
rồi kéo thúng chạy vô của chú anh chị. Giờ mấy ông thả về kìa. Thả mờ cái đổng hay gì? Đổng hỏi bùi hử gì luôn. Được mập lợn sang tên đó biết luôn mà. Mới xuống à, lúc kia ta chạy vô còn thấu tên đó mà sang rồi. Có đợt nó ốp vô dày. Đợt này đâu có thấy chiếc xuồng chiếc ghi gì chạy cá thu đâu. Nó vắng mấy bữa giờ, nó vắng teo luôn à. Mấy bữa giờ tao ngoài ná nó vắng luôn. Cả ngày nay đâu có thấy chiếc xuồng chiếc ghi gì chạy đâu. Đợt giờ cũng 5-7 bữa rồi, 5 bữa nay 5-6 bữa rồi chứ. Dạ số lượng cá ốc câu như đây cũng cũng được, cũng ngon. Dạ như đây ốc kiếm cỡ 6-7 trăm mà cô chú anh chị, 6-7 trăm ngàn ạ. Đây cũng kiếm ăn được. Dạ dọc đây cái nắp thùng lại rồi ta lấy đồ lên, nó không thả về. Dạ giờ anh em về. Giờ xóm xích kéo thúng lên rồi phụ nhổ cái neo lên nữa rồi chạy cô chú anh chị. Nước chảy quá, nước không chảy câu kiếm gạo hết chứ. Chảy quá, uổng ghê. Bén rồi cô chú anh chị, tên đường dắt mờ giả vô này. Rồi bén cá kéo lên cuốn lên. Anh Vũ bày ổng cuốn lên để nó dính rạn ở đây á. Không đâu, lát nữa em đứng số cho anh khấu cá nữa. Là nó dính xuống rạn á. Quay vô dính rạn á, dính mắt á. Chỗ đây nước nó kẹn à. Rồi mà cá chắc ục nghĩ cá nhồng á cô chú anh chị, chỗ đây gò mà không biết cá nhồng hả, cá thu hả, cá gì đây. Đợi con mía chim nó nở nó bay ghê, ông vừa mới dắt qua khỏi mấy con hải âu á đã để liền mà lấy khấu phố. Trời ơi cái gì làm ăn nó không á. Đây anh đường quắn vô đây của chú anh chị. Ồ nặng tay á nha, nặng tay á. Rồi lấy cái khấu giùm ảnh, văn khấu con cá giùm. Đó phải có đồ thành quả rồi chứ. Thành quả rồi biết ngỏ chứ. Vô à. Còn lừa nó nha, nó vô rồi nó ra lại á. Còn á, còn nặng tay á. Văn à, nặng tay á nha. Đầu giờ á. Dạ chuẩn bị anh Phố đóng tòng dài khấu cá. Đóng tòng dài kéo màng. Còn chú Tám đóng tòng dài kéo màng hả? Cá lớn nha, để đi lại á.
hợp nha, thứ dữ á. Ồ, gặt cái cằn gốm tạo gặt, gặt. Ủa, đi gáp, thấy đi không? Thằng lớn. Bỏ chạy sống luôn hả? Bỏ đó đi, bỏ chạy sống luôn. Bỏ chạy sống luôn. Hấp dẫn, chạy mình lái sang. Cầm cốc ạ, chừng nào được đứng số. Ồ, đi ạ. Không? À, nhờ chắc gớm chờ. Nó đi mà, vô mà. Đó sức mẹ ảo. Sức ảo. Lỏng rỡ gì nữa. Hết ngõ lâu đừng con hấp dẫn nó xì. Uống ghê tợ. Nó nói cái câu đây nói xa nó ăn không? À, nó ăn ngay mấy con chim á, nói bằng lạng liều chạy lên bằng lạng liều nữa cho anh hết ý anh sức à. Ủa người cả nhà nó đi luôn cho cái lớn nha. Ờ, lữ đây mà sức đã. Nói ra lại uống ghê tờ cả nhà. Lâu không lâu dữ luôn, anh đi lần bữa lần đây nữa là lần thứ ba rồi, nhất bát tam rồi mà rút cuộc không được tở. Mấy khi mới ăn được lần cả nhà mà nó sức uổng ghê luôn. Cá đi cũng nặng đó, nó cho sợ cá bóp á, cho đi vô đây vô ghe nó đi nó gầm không mà nó đi ghê á chứ. Cuộc sức tạ uống ra. Lâu ăn con đồ cho anh ham rồi cho rút cuộc sức. Thấy tiếc ghê cả nhà. Thấy tiếc luôn á. Rồi chú Tám thủ nha chú Tám. Thủ căng á. Sức còn cá mấy anh em khỏi ngủ luôn rồi chú anh chị. Ngồi nói chuyện chơi luôn. Uống ghê. Anh đi lần đây lần thứ ba rồi. Mà lần đầu tiên ăn nè. Lần đầu tiên dắt ăn nè. Mà ăn không được uống rồi nãy giờ nói uống miết à cả nhà. Tông anh lượm cá lên coi thử cá gì. Một người cá bóp là chắc cá bóp luôn á. À, nói chú Tám rồi ăn nho à. Nho hả chú Tám? Khỏi ngủ luôn. Dạ, giờ ghi đã tạo bến rồi cô chú anh chị. Ồ, bữa nay đi khao vô tể 3:26. Dạ, giờ hút cá ra căng của chú anh chị. Đây bị cá đây của anh Vũ câu nè. Câu phần ảnh này. Con để ăn à? Ăn gì? Con một. Em cũng nhiều mua. Thấy tụi nó làm cái gì ghê á. Đâu. Bên tụi Phi nó làm gì nè. Nó làm cái túi da đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Cái đá này nó bỏ trong cái túi da nó chế nước nặng vô. Ờ. Trong túi da. Dạ. Yeah. Xong nó bỏ đá vô khi cá lên nó bỏ trong cái túi. Luôn nếp cho đây biết con. Biết con. Mấy ký tí? 48 4 rưỡi. 4 cái rưỡi.
40 cái lớn. Lùa đến 35 mà. Thôi ta cái chờ cái mú mà bỏ 35 hả? Rồi mấy ký? Có dụp lớn. Muốn cái ba cái lửa. Rồi cái nhỏ này tí 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 đổ vô. Cái đây nhiêu ký? Rồi rồi phân lên. Rồi 47 cái 48, 51 còn 48. Cái đi bé hết rồi cả nhà. Còn mới cái đỏng, cái mú nó chua. Còn cái mú đi đi bé nha. 50.000. Cái đây ký 743 nha. Với 2 ký bà da 300.000. Chỉ là bữa nay anh ột ảnh câu là 938.000 cô chú anh chị. Chỉ là bữa nay anh ột ảnh câu được là 938.000. Thì Thảo biết tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà để luôn theo dõi ủng hộ video cho anh ột. Giờ bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha.